Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được cô Tâm Nhật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm và thầy Minh Lợi giảng luận thành Duy Thức. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học kinh Thủ Lăng Nghiêm, cô Tâm Nhật tiếp tục giải thích về nguyên do sinh khởi tương tục, mà khởi thủy là bởi từ một vọng bất giác. Do vọng tưởng muốn minh tánh giác mà hóa ra lầm lỗi, sanh chủng tử làm cho thế giới có sự sanh diệt tương tục. Từ lúc các trần tướng thế gian được thành lập, cái thấy, nghe, hiểu, biết, thâu lục nhập trở về Như Lai tạng tánh. Nhưng khi sở minh đã lập, thời năng minh cũng không thể vượt qua giới hạn của các căn. Và rồi, mỗi căn chỉ có thể nhận biết được một trần. Cái nghe không ra ngoài tiếng, cái thấy không vượt khỏi sắc, sáu vọng tưởng đã thành lập. Cái tánh rỗng rang xuyên suốt, giờ đã bị cột vào sáu căn, nên công dụng trở nên hạn hẹp. Chia ra có thấy, nghe hay biết. Chân tâm bản tánh bao trùm khắp các giới, vượt ra ngoài mọi sự đối đãi, không phải một, cũng không phải là sáu. Khi căn trần đã lập, hình thành ra thức, từ đó mà sanh ra nghiệp tánh, là chỗ dẫn dắt đi đầu thai tái sanh. Thức tái sanh trải qua bốn loại, từ sự hợp lại tự nhiên ở môi trường thích hợp với nghiệp cá nhân mà thành cách sinh sản của loài thấp sinh, không nhân nơi cha mẹ dẫn dắt như các loại trùng trong thịt thúi. Sự ly hay tách rời là khi thức xa lìa nguyên chất thân ban đầu mà hóa sanh thành một loại thân thể khác. Đây cũng là nghiệp cá nhân mà tự cảm tự sinh, như sự sân giận khiến hóa sanh ngay vào địa ngục, hay do tạo ra rất nhiều nghiệp thiện nên được sanh thẳng về cõi chư thiên như trường hợp của trưởng giả Cấp Cô Độc, hay như các loài sâu hóa bướm, lăng quăng hóa thành con muỗi, kén hóa con tầm, vân vân. Còn thai sanh và noãn sanh là do nghiệp thức dẫn dắt sự đồng nghiệp mà thành. Thần thức của con do có đồng một nghiệp nên chiêu cảm mà tìm đến đầu thai thọ sanh vào cha mẹ. Chỉ có đồng cộng nghiệp mới dẫn dắt con tìm đến cha mẹ để cùng với nhau mà trả nghiệp. Đối với thai sanh, Phật giảng về nghiệp thức và nguyên nhân thành tựu giới tính của thai nhi. Thai sanh nặng về ái nhiễm, thân trung ấm khi nhìn thấy cảnh tâm ái dục khởi lên buộc vào tinh cha huyết mẹ. Đồng nghiệp với cha mẹ nào sẽ thấy hình sắc như một loại ánh sáng phát ra từ cha mẹ và niệm tưởng hình thành. Thân trung ấm là môi giới, đồng nghiệp là lực hấp dẫn đưa thần thức đến với cha mẹ, thích hợp với nghiệp cảm của thần thức đó. Niệm tưởng khác nhau hình thành thù ghét, niệm tưởng đồng nhau thành ra luyến ái. Thần thức khi thấy cha là dị kiến, mẹ là đồng kiến, là giới tính trai, ngược lại sẽ là gái. Từ nhân duyên đó mà nhập vào thai mẹ hình thành thai nhi. Bào thai trải qua các giai đoạn, yết lạt lam là giai đoạn đầu tiên gọi là ngưng hoạt, được diễn tả như một hỗn hợp bọt nhớt, dần dần tạo thành phôi trong 7 ngày đầu của thai kỳ. Trong 14 ngày tiếp theo, hình thành bào trạm, có hình dáng như bong bóng, đọng lại thành màn mỏng như sữa đặc gọi là át bộ đàm. Đến 21 ngày được gọi là bế thi. Bế là mềm, thi là thịt. 28 ngày thì da thịt dần cứng lại gọi là kiện nam và hiện ra hình hài từ tuần thứ 5 trở đi có tên gọi là bát sa la khư. Tuần thứ 6 là giai đoạn pháp mao trảo thì bắt đầu ra lông móng. Tiếp theo là căn vị, mắt, tai, mũi dần hình thành. Hình tướng từ từ đầy đủ là giai đoạn hình mị. Bốn loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh là tùy theo nghiệp mà tương ứng. Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi lẫn nhau, quanh quẩn trong bốn loài, làm cho càng ngày càng chôn vùi cái gốc sáng suốt, xưa nay từng có. Vì ái và tưởng tăng trưởng mà tưởng thân là thật,
rồi chấp vào cái ta, yêu mến cái ta, rồi dần quên đi cái gốc sáng suốt. Bản giác là bản nhiên thường trụ, do vọng tưởng mà có sanh tử luân hồi tiếp nối. Khi nhận biết các cảnh giới đều là giả huyễn, là vọng, thì tập dừng lại nghiệp thức từ thân khẩu ý, biết quay trở lại cái chân thật ban đầu, xả bỏ mê vọng, thì con đường sanh tử có nhiều cơ hội vượt qua. Khả năng trí tuệ nhận thức các giới đều đồng nhau, ai phá được vọng tưởng vô minh sẽ trở về bản tánh thanh tịnh. Vào giờ học Thành Duy Thức Luận, Thầy Minh Lợi giảng về nguyên nhân nỗi khổ của chúng sanh, không gì khác ngoài ngã và ngã sở. Hiểu nguyên nhân và giải quyết ngay đó thì mới đem đến an lạc hạnh phúc cho cuộc sống. Do hiểu biết sai lầm về ngã nên chấp vào năm uẩn cho là thật. Năm uẩn hay bảy đại hình thành vạn vật hữu tình và vô tình, không khác gì cây chuối do nhiều bẹ hợp lại. Tách đến bẹ cuối cùng thì không còn lại gì, nên Phật nói tất cả chúng sanh đều là vô ngã. Tánh sắc chân không, khi thất đại tan rã, tất cả trả về lại hư không. Nhỏ nhuyễn, mắt phàm không thể nhìn thấy, không là không thấy, chứ không có nghĩa là không có. Từ cái không thấy, nhưng lại thành hình tướng, như nhìn thấy tướng của hoa. Trong hoa là kết tinh của cây giống, ánh sáng mặt trời, công của người chăm sóc, vân vân. Mà bằng mắt thường không thấy, đó là tánh không chân sắc. Tất cả các đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức đều có khắp trong vũ trụ. Bản chất thể tánh vốn thanh tịnh bản nhiên, chỉ khi tùy vào tâm ứng của chúng sanh mà thành tướng. Nhận thức bản thân hình thành từ nhiều nhân duyên, mà ngã chỉ là một trong những nguyên nhân đó. Vạn vật đều trải qua thành trụ hoại không, không gì là trường tồn vĩnh cửu. Tư duy thiền định, quán chiếu bản chất của ngã và ngã sở, để không còn ôm giữ, tôn thờ ngã và ngã sở, thì phiền não không còn. Trở về sống với chân tâm Phật tánh là an nhiên tự tại trước vô thường nghịch cảnh. Môi trường sống hàng ngày, từ gia đình cho đến sinh hoạt trong một tập thể, địa vị càng lớn thì bản ngã càng cao. Quên đi bản ngã thì dù hiện diện bất cứ đâu cũng đều là nơi để tạo ra công đức. Bản ngã được thể hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nó len lỏi ở mọi không gian, thời gian, kể cả ở những nơi được coi là đang tu hành theo pháp của Phật. Do cho mình là quan trọng, nên muốn được mọi người chung quanh phải biết và gọi đúng danh xưng. Ngã là ý thức tự cho, tự nhận, tự quy định và đặt tên, rồi chấp chặt vào đó mà sinh sân hận, phiền não. Hoặc như quy định con cháu phải nghe lời ông bà, cha mẹ, áp đặt theo văn hóa truyền thống là không hiểu xã hội đang thay đổi mỗi ngày. Thế hệ này khác biệt với thế hệ trước. Khi nào biết nhận ra sự thật, thay đổi cách sống, biết gần gũi chan hòa, mới có nhiều thuận duyên, truyền dạy giáo pháp đến mọi người. Học kinh pháp để nhận biết những sai lầm, phát triển những điều thiện lành, dần dần sẽ có sự tỉnh giác, là nhổ tận gốc ngã và ngã sở, cũng là trừ tận gốc nguyên nhân của khổ, là an lạc niết bàn. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5:45 đến 6:45 chiều, Thầy Lợi Minh giảng thi thiết luận. Lớp cao đẳng từ 7:00 đến 9:00 tối sẽ học yếu chỉ mật tông do Thầy Nguyên Tâm giảng và luận thành duy thức qua lời giảng của Thầy Minh Lợi. Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.